Thưa quý vị, sau 2 tháng có mức bán lẻ hàng hóa tăng do vào dịp trước và trong Tết Nguyên đáng, thì đến tháng 3, hoạt động này có dấu hiệu chững lại do sức mua giảm. Mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết về vấn đề này qua sự phân tích của phát thanh viên Việt Anh. Dân thú vị theo thống kê của ngành chức năng, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 3 tháng đầu năm 2024 duy trì mức tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ tăng trên 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong tháng 3 năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa có chiều hướng giảm so với tháng 1 và tháng 2 do sau Tết, sức mua các mặt hàng giảm lại. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tháng 3 ước đạt trên 7.500 tỷ đồng, giảm 4,7% so với tháng trước, nhưng tăng 10,58% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mặt hàng chủ yếu so với tháng trước như lương thực giảm 7,38%, hàng máy mặt giảm 5,93%, Đồ dùng dụng cụ, trang thiết bị gia đình giảm 4,56%, hàng hóa khác giảm 1,42%. Doanh thu đá quý và kim loại và sản phẩm khác giảm 3,27%. Do sau tháng Tết, sức mua các mặt hàng chuyển lại. Tuy tổng mức bán lẻ hàng hóa của tháng 3 có giảm, nhưng nếu tính lũy kế 3 tháng đầu năm thì dân tăng. Cụ thể, 3 tháng ước đạt trên 23.000 tỷ đồng, tăng 12,23% so với cùng kỳ.